Giờ mình ăn cơm hồi sáng mình đi chợ ha, mua cá cá chê, chê, hai con cá chê rồi tép xong tép xong có trứng nữa. Wow, có trứng, có trứng, hến hến nè, sour yến, lunch baby clam này xong không à? River baby clam. Vậy đây ăn hến tươi. Hến tươi, fresh baby clam. Này đậu đũa với bông bí nè, sao nè. Rồi nhà quê mà có gì ăn đó đi. Fried fish. And then this one is the shrimp that's got eggs in it from the rivers. Really good. I love shrimp with the eggs. Mình thích ăn tôm có trứng. Có gạch nữa. Có chả gạch đó. Ngon quá. Béo. Gạch không. Gạch không à. Xào nó đỏ lộn. Trứng à. Ôi rồi, để con bẻ cái trứng này cho bạn. Ăn thử cái trứng này. Wow, coi nè. Wow, xưa là egg. Wow. Shrimp trứng egg. Wow. Trứng này. Quá trời. Cái này xong, tôm xong cũng bự quá ha. Thôi con ngon, ấy cái vỏ này cho mẹ ăn con. Được rồi. Cho mẹ ăn con, này lâu quá mẹ không có ăn. Trời ơi, vỏ cứng quá. Tháo vỏ rồi. Tôm xong dai quá chừng. Ngon à. Phải tươi mà. Ha, ok, ăn đi. Ok. Ồ, ngon. Cá chê, cái cá chê. Dài dữ vậy. Cọc, dài quá. Rồi, bẻ ra luôn. Đây. Mắm gừng. Ồ, chấm nước mắm gừng. Alright, dip this fish sauce in ginger and fish sauce. Mình thích ăn cái đuôi cho giòn. Ngọt không? Ngọt quá. Ở bên Mỹ mình mua cá chê này ăn đâu có. Không có đâu. Mà ngọt. Hôm nay mình ăn tươi mà. Nãy nó còn sống, nó mua đập đầu sống á. Nãy mua còn sống nhân à. Có là cá chê vàng hả? Cá chê vàng á. Ăn cơm đạm bạc, đạm bạc nha. Về quê ăn đạm bạc thì thôi nha mấy bạn. Chứ không có cao lương mỹ vị gì đâu, ăn vậy. Ở quê về mình thèm ăn những cái món vậy đó. Ngon quá. Béo quá chừng. Ngon quá. Cậu Năm có ăn cơm không? Lại ăn luôn rồi cậu Năm. Ngon. Cậu Năm có ăn cơm không? Ăn hả? Ăn thôi. Ok. Nó mới hái vô xào liệm. Mới hái vô. Nó thích bông bín. Mới hái vô đậu đũa mới hái vô. Ăn cho cũng ngọt. Ngọt quá. Ngọt. Ngọt không? Ngọt. Ngon. Ngon ha. Hái vô bông. Các bạn ơi, mình ăn mau để mình đi lên thành phố chuẩn bị đi về Mỹ. Gấp quá bác bạn cho thôi. Đi mấy chỗ kia Vĩnh Long thì lát còn chưa có đi được. Đúng rồi, tại mình về không có lâu. Thành ra không có gấp quá, không có thời gian đi đây đó. After lunch, I'm gonna go up to the city, get ready to go back to the U.S. Hả? Ngon rồi. Múc vô cơm ăn.
tươi ăn không có tanh mà ngọt thịt nữa. Chan vào mấy cái mắm là ngon. Cá chê ngon quá ha. Quá trời ngon, béo. Đâu. Nào nè, chấm này mấy nước mắm nè. Ăn không chấm nước mắm không cũng ngon nữa. Chấm này mấy nước mắm. Rồi. Nè. Cá chê nè. Rồi ăn đi bà, ăn thử đi. Béo không? Hả? What do you think? Oh, my mom said it's good, delicious. Yeah. Ăn cơm đảm bảo vậy đó. Ngon quá. Ngon chứ còn ăn ba cái đồ kia không? Thường quá. Về quê nó có ba cái đồ tươi này ăn. Có chè vàng. Công nhận có chè vàng ngon quá. Ngon. Các bạn ơi, mình ăn xong rồi mình qua mình ăn trái cây. Một trái cây nhiều lắm. Nhiều vậy lắm, một bàn trái cây luôn. Lớp bạn cho nha mấy bạn. Bạn của mẹ mình cho. Sớm riêng cho rồi bạn cho rồi mua nữa, nhiều lắm. Hôm nay về ăn đã luôn. Một bàn này, còn một bàn là đem lên thành phố nữa đó. Đúng rồi đó. Ok. Bây giờ mình xoay qua mình ăn cái bàn trái cây này. Alright guys. So I finished lunch now. On to the fruits. We've got a table full of fruits, tropical fruits, my favorite. Okay, so we have grapefruit. My mom's, đây trái trái bưởi nè các bạn. Bạn cho, bạn cho. Mom's friend gave to us. This is star fruit, trái vú sữa nè các bạn. Bẻ trên cây. Bẻ trên cây. Còn cái này vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim. Yes, this is a different type of the star fruit. Alright, cái này vú sữa hoàng kim, còn cái này là Chinese táo, Chinese apple. We have soursop. We have sugar apple. One of my favorites. It's in the same family, cùng gia đình. Đây là mắng cầu dai, nhãn này, thanh long, quýt đường phải không? Quýt này, quýt mật. Quýt mật ngọt dữ lắm, coi cái màu thấy là biết là ngọt rồi thấy không? Vàng hực rồi, đỏ lồm. Còn này chôm chôm. Rambutan, this is a they call it in Vietnamese maca. This is very sweet tangerine. Got banana, of course. This is cherry, Vietnamese cherry. Serena, các bạn. Serena. Serena. Có ăn thử rồi ngọt không? Ngọt. Trời ơi, trái này ngọt quá không? Chua chua ngọt ngọt ngon quá. Đâu đâu mẹ. Mấy trái chua là mẹ chưa có đỏ mà mẹ lựa mấy trái đỏ đó nó ngọt dữ lắm. Còn đặt con lựa cho mẹ ăn trái nè. Thôi được rồi, đây đây. Hey, come on, mom, try this one. Ngọt dữ lắm, không có chua luôn. Khỏi cần ăn muối, ngọt. Oh, and đây là ổi hoàng, nổi ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng đỏ đó. Ruột đỏ. Ruột đỏ. Nè, nữ hoàng đỏ, so this is guava. Alright, this type of guava is pink inside. Ổi nữ nữ hoàng ở trong là màu hương, đây là ổi nữ hoàng nè. Đẹp không? Ok, mình thử đây. Màu này không đẹp không? Nó chưa, vậy là nó chưa chín, còn cái màu đỏ hực hơn nữa. Hình như đỏ gần bằng cái trái thanh long này phải không ạ? Rồi ăn thử. Thôi. Crunchy, sweet and sour. Ngon. Dragon fruit. This type is the red kind, so it's super red. It's very beautiful inside. There's also the white kind. Look at this. This I love this color. Rồi, để làm hai cho các bạn coi nè. Mình thích cái thanh long màu đỏ hơn nhiều, rất là nhiều. Favorite của mình là màu đỏ đó nè. Thấy màu quá chừng đẹp không? Đây, các bạn thấy cái màu đẹp với dễ sợ không? See how beautiful this color is? Quá chừng đẹp mà ăn cũng ngọt lắm á các bạn.
cái trái thanh long này á, càng bự là càng ngọt ngẫu ha. Bự chừng nào ngọt chừng nấy. So để em thử nha. Cái này á, the bigger the fruit, the sweeter it is. Ngọt không? Ngọt. Ngọt ngon quá chừng. Đặc biệt là trứng giữa nó ngọt gắt, ở ngoài nó ngọt 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 lợ lợ chút. Ngọt quá mình ăn nữa. Wow. Công nhận màu quá trời đẹp luôn. Ngon quá. Ăn gì nè mới đã nè. Trời ơi, vậy là ăn cho đã đó. Rẻ cái này nhiêu quên rồi. Ở này như 30 ngàn. Ồ, 40 ngàn. 40 ngàn ký á. 40 ngàn ký, chưa được 2 đồng. The food super cheap here in Vietnam. This is about $7 in America. But here it's almost $2, not even $2 a kilogram. Ngọt quá. Đây là vú sữa hoàng kim. All right. Ủa, cái này coi. Cái này coi, vú sữa hoàng kim đó. Có hai hộp à? Hai hộp. Không biết bự lắm. Không có ăn. Chắc không thấy, không có. Thấy không có. Ăn ngon, để ăn thử. Rồi. So, star fruit. Nó làm sao nó giống vú sữa kia không? Vú sữa truyền thống không? Không. Cái này vú sữa hoàng kim bây giờ nè. Vú sữa hoàng kim nó lợ lợ, không có ngọt gắt. Mà nó có giống như ăn từ từ có hơi chút cảm giác bột chút. Nó trong chứ nó không có sữa. Không có sữa. Ok. Bây giờ alright, so this is sapote. Sesable các bạn ơi. Mềm. Trái ngon. Trời, trái ngon. Trọt cái hộp như xíu không? Sapote. Wow. Chín cây hả mẹ? Mẹ sẽ, mẹ sẽ cho mẹ miếng nè. Có hộp cũng. Được rồi. Đây, con lấy nè. Đây, khỏi cần lấy mà. Dạ. Đây, ăn nè mẹ. Đây, rồi đó mẹ. Ăn đi. So, sapote is one of my favorite fruits. Ngọt không mẹ? Ngọt lắm. Mom said it's super sweet. It is super sweet. Tastes kind of like brown sugar, maple. So good. Ngon quá trời, ngọt gắt luôn. Ngon cay à, trứng cay ăn ngọt quá. Trứng cay ngon, ngọt gắt cần cổ luôn, ngọt gắt luôn. Chinese apple. Đây là táo, táo tàu, trái bự quá trừng luôn. Có cái hộp ở trong đó nha. Ồ đây, à, có cái hộp hộp ở trong vậy đó, hộp một hộp bự vậy đó. Ăn thử coi. Giòn quá trời. Super crunchy. Không có ngọt gắt. Lợ lợ. The juicy. Not as juicy as dragon fruit. If you're thirsty, dragon fruit will quench your thirst a little bit. Super crunchy. Alright. Sữa nhà. Đây là vú sữa nhà. Vú sữa ông cóc. Sữa sữa ông cóc chồng nè. Alright, this is star fruit. It's a different type. This is the cái loại này nó có rất là nhiều sữa. Chẻ ra là sữa quá chừng luôn. Này vú sữa truyền thống. Vú sữa truyền thống. This is the this has been around for a long time. Traditional star fruit, the original star fruit. Super sweet. Rất là ngọt. Và có nhiều sữa.
This kind is, this is the kind that my great grandpa grew, and my mom used to eat it all the time when she was a kid. Super sweet, one of my favorite fruits as well. Sữa này chú sữa ngày xưa á. Ông Cóc. Chú sữa ông Cóc ngày xưa đây nè. À, gần cả trăm năm rồi đó. Năm năm rồi đó. Là gần ăn cả trăm năm rồi. Ăn nè. Gần cả trăm năm rồi, so, sữa này nè. Yes. Nó còn nữa, giờ nó còn. Chồng rồi. This kind has been here for 100 years. Ừ. Yes. Giờ cái loại hoàng kim người ta cấy gì thì giống khác. Nó không có ngon bằng. Rồi, on to Logan. Logan này nhãn hồi xưa nha, nhãn long nhãn nữa đó. Yes. Loại long nhãn là cái loại nhãn không? Mà mình thích nhất. My my number one favorite Logan type. Nhãn long. Thấy nhãn long is super juicy, super juicy, super sweet. And it's got a very nice fragrance. Hộp nó hơi bự nhưng mà nó thơm, nó ngọt. Very fragrant. Có mùi thơm. Fragrant, mùi thơm là fragrant đó các bạn. Nhãn này nó thơm, nó ngọt, nó có nước. Nhưng mà có một cái là hộp nó hơi bự chút. Ăn sao? Nhưng mà mình cũng thích. Ngày xưa là thích à. Rồi cái gì ngày xưa là thích à? Cái hộp bự như vậy nè. So the seed is super big compared to other cũng được other Logan. But it's our favorite. It's been here for a while as well. Long time. And look at the flesh. It's so juicy. When you peel the skin, the juice like drips all over your hand and alright. Quá là ngọt. Ngọt mà thơm đó chứ. Cái này cái nhãn mảnh chín thì chim nó bu lại lên hết nè. Nhãn trái gì nè. Trái bự nữa. Nhãn ngày xưa là vậy. Wow. Birds love to eat the Logan. Cause it's so sweet. Ồ, trái này bự mà. Quá chừng bự. Ăn nhãn này hoài không ngán. Đó, mẹ ăn trái đi. Ngọt. Ngọt khá ngọt. Ừ, nè, ăn trái này nè, ăn trái này nè. Rồi, có ăn trái này nè. Nhiều lắm nè. Về ăn, ăn trái cây đã luôn. Rồi tới quýt quýt mật. Quýt mật đó. Nghe cái tên mà biết ngọt à. Đổ coi ra sao lẹ đi. Rồi. Lẹ thích ăn coi ra sao. Wow, cái vỏ nó chốc lóc rồi. Thường thường quýt mà vỏ chốc lóc vậy là ngọt lắm. Alright, so tangerine, but it's super sweet though. Usually if you peel, the skin comes off like that easily, then it's super sweet. You can tell it's super sweet. Nhà nó ngọt lắm, phải không? Wow, nó ngọt như cục đường vậy mà. Wow. Quá ngọt quá. Ngọt không? Ngọt giống như chợ mày thử không? Hồi đó giờ con chưa ăn quýt ngọt như vậy. Alright, this is super sweet. Bạn về Việt Nam mà mua quýt này nè, biết bên Mỹ có không? Không biết Mỹ có không? Ở Việt Nam có quýt này nè, nó là quýt mật á, nhưng mà nó ngọt quá trời. Wow. Thường thường quýt nó chua chua mà ngọt, mà quýt này nó ngọt không có mùi không chua. Không có mùi chua. Không có một chút mùi chua nữa, miếng mùi chua cũng có nữa. Ngon á. Ngon quá. Quá ngon. Giờ tới ăn chôm chôm. Chôm chôm, the hairy fruit. Rambutan. Right. Rambutan is sort of like Logan. It's got a seed in the middle,
So you eat này, the flesh chua ngọt ngọt. Oh, yeah, này chua chua ngọt ngọt. Yeah. Đây, ăn mẹ. Ừ, có ăn được không? Dạ, có ăn. Ok, để ăn thử nào. Lột cho mẹ cái này. Ngọt, ngọt, ngọt. Ngọt. Có một hậu, chút hậu chua. Nhưng mà đa số là ngọt. Ok. So eat the flesh and spit out the seed. Ai. Mẹ, ăn thử. Trái này chắc bảo đảm ngọt gắt. Ngọt. Vỏ đỏ lồm không ngọt được ha. Mắng cầu dai. No quá, ăn mắng cầu dai gì. Hay là mắng cầu dai. One of my favorite fruits. Sugar apple. It's got tons of seed inside. Chua chua ngọt ngọt. Ủa? Dai dai. Không có ngọt không à? Ngọt. Ngọt mà có hậu chua. Có chút hậu chua mà. À, cũng được. Cái trái này hình như chưa phải mùi nhiều quá. Got ton of seed. Các bạn ơi, mình ăn xong rồi. No quá rồi. Còn mỗi thứ trái là no quá chừng rồi. Dạ, ok các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị lên thành phố đặng mà đi đi về Mỹ. Hi guys, I'm gonna get ready to go to the city to fly back to America. So thanks for watching guys. Hope you enjoy the video. And we'll see you in our next video. Bye guys. Các bạn ơi, mình cảm ơn các bạn xem video của mình và mình sẽ hẹn các bạn lại những video sau nha. Bye bye các bạn. Giờ đi lên thành phố nha các bạn. Đi thành phố. Hi, we're going to the city and then to America. Giờ mình chuẩn bị đi lên thành phố đặng đi về Mỹ.